Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay dân dev xin giới thiệu đến các bạn một cái plugin cho phép mình custom cái schema trong cái site WordPress của mình. Thì như các bạn đã biết thì các bạn nếu mà các bạn làm về SEO thì đây các bạn sẽ thấy là mình cần khai báo cái cấu trúc schema cho Google nó SEO nó tốt hơn cho web của mình. Phổ biến nhất nó là JSON-LD. Đây là cái cấu trúc JSON-LD như thế này. Và cái thứ hai là cái RDFA. Đấy. Là khai báo các cái tag cho cái thẻ các cái tag HTML của mình. Và cái thứ ba là microdata. Thì cũng tương tự như kia là mình khai báo các cái thẻ meta đấy ở trong cái tag HTML của mình. Đấy thì phổ biến nhất nó sẽ là cái JSON-LD và cái microdata. Thì tuy nhiên như các bạn đã như các bạn thấy ở đây thì cái microdata này thì cái phần này thì gần như là thay lại toàn bộ các tag thì chủ yếu là các cái dev người ta phát triển từ thêm này. Hoặc là ấy thì người ta mới làm được. Thì còn các bạn nhưng các bạn về SEO mình không làm về code thì cái phần này thì nó khá là khó xử lý cho các bạn. Đấy thì cách đơn giản hơn là các bạn khai báo cái cấu trúc JSON-LD. Đấy JSON-LD như thế này. Đấy thì khi đó là cái web của chúng ta được Google index thì nó sẽ có dạng như này đúng không? Nó SEO thì search nó sẽ có cấu trúc như này. Đấy thì nó sẽ thông minh trong việc search hơn. Đấy thì để thuận tiện như vậy thì mình đã phát triển một cái plugin là Zendesk Schema, Zendesk Schema. Thì sau khi các bạn cài đặt cái plugin lên thì trong vào cái phần plugin ở trong WordPress nó sẽ có cái plugin là Zendesk Schema, các bạn active nó lên. Sau khi active lên thì các bạn vào cái phần setting thì có cái phần Zendesk Schema này. Đấy thì ở đây các bạn nhập cái JSON-LD cho cái phần trang chủ trang home của mình, đúng không ạ? Mình khi mình vào chính trang chủ của web như này thì đấy là cái JSON-LD nó sẽ khai báo cho chúng ta ở đây. Ví dụ mình nhập luôn cái đoạn này. Mình dẫm luôn cái đoạn này là cái đoạn ví dụ của Google nhé. Mình nhập vào đây là cái phần home cho các bạn thấy luôn. Mình lưu này. Thì sau bây giờ các bạn ra vào đây và còn trước tiên mình inspect lên đã. Inspect lên cho các bạn thấy là nó sẽ chưa có cái phần JSON đấy cho chúng ta, JSON-LD đó. Mình có thể search Ctrl F. Đây mình search cái key này. Đây application. Đây nó là application đúng không? Đây. Bạn search nhá, đây là có 3 cái là có chữ application này. Đấy, nhưng mà chưa có cái JSON-LD này. Cái thứ 3 đâu đây? Thứ ba nó nhảy đâu. Một, hai. Thứ ba nó nhảy chỗ nào đây. Đây là trong phần head này sẽ không. Các bạn sẽ không thấy có nhá. Thì bây giờ mình refresh này. Mình vừa lưu ở đây đúng không? Mình vừa lưu ở trong admin. Bây giờ mình refresh lại này. Đó. Xong bây giờ các bạn tìm nhá. Các bạn tìm lại này. Đấy các bạn thấy nó nhảy lên 4 chưa? Vậy là có một cái là JSON-LD của mình đây. Đấy là cái cấu trúc JSON-LD đây. Đó. Thì cái phần này ấy, thì khi mà các bạn làm SEO các bạn sẽ biết cái phần này nó sẽ giúp cho Google search cái thứ tự web của chúng ta sẽ tốt hơn này. Đấy. Thì tiếp tục mình giới thiệu tiếp tục về cái Zendesk Schema này thì nó hỗ trợ cho chúng ta ngoài cái trang home thì có danh mục. Đấy, các bạn vào cái phần category. Category thì nó cũng sẽ có như này. Zendesk Schema cho các bạn nhập này. Đấy, và từng cái cho các bạn lên vào từng cái danh mục một, các bạn có thể nhập cái cấu trúc vào đây để vào từng cái danh mục một hoặc là vào post on post ví dụ cái test này. Đó. Cũng tương tự như vậy, các bạn có thể nhập vào đây. Nhập vào đây lưu lại thì nó vào cái phần bài viết. Đây ví dụ như mình vào cái phần test này cho các bạn xem luôn nhé. View cái link đây. Như tam này. Đấy, thì mình inspect lên. Inspect lên. Thì hiện tại nó sẽ cũng có chưa có này, phần cho mép. Application. Lấy hai chữ N đúng. Application. Đúng ta. Hai chữ P.
application đây. Tận 8 cái cơ. 5. Nó cũng không thấy cái gì săn LD đúng không? À, mấy cái kia nó không biết ở đâu ta. Thì nói nhớ, mình thêm vào nó sẽ nhảy lên 9. Và mình sẽ lấy cho các bạn, mình vẫn lấy tạm lại cái cấu trúc này nhé. Mình lấy tạm lại cái cấu trúc này. Đó, test cho các bạn xem. Cái phần post này. Đấy, mình xem nó là update đúng không? Update. Đấy, xong bây giờ mình vỡ ra cái phần phần frontend mình delete nó lại. Đấy, bây giờ mình search nhé. Đây các bạn thấy nó chín không? Số 9 này. Bây giờ mình tìm sẽ thấy cái JSON LD cho chúng ta. Đây JSON LD đây, cái cấu trúc nó được khai báo ra đây. Đó. Thì cái plugin này sẽ giúp cho các bạn SEO, các bạn tạo cái JSON LD dễ dàng cho các cái bài viết, category rồi là cả trang chủ của mình. Ở trong page cũng có nhá. Mình làm hỗ trợ cả page luôn. Page cũng có luôn. Đó, giới thiệu này. Đó, vào phần page cũng có luôn, thì các bạn nhập vào là ok. Đó. Thì cái plugin này hiện tại là mình để thương giá thương mại nhé, mình bán nhé, mình bán nhé, chứ không mình không có free nhé. Nếu mà bạn nào quan tâm đến cái phần plugin này thì hãy liên hệ với mình theo cái Facebook hoặc cả Zalo, mình sẽ để ở trên mô tả của video nhé. Cả video này mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.